Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học vật lý 12 của trang web học trực tuyến olm.vn. Ở bài trước, chúng ta đã được học về các đặc trưng vật lý của âm. Ta cũng biết rằng khi sóng âm tác dụng vào tai thì mỗi đặc trưng vật lý sẽ gây ra một loại cảm giác riêng gọi là đặc trưng sinh lý của âm. Chúng ta cùng tìm hiểu về mối quan hệ này qua bài ngày hôm nay nhé. Trong bài này, ta nhắc tới 3 nội dung chính, đó là độ cao, độ to và âm sắc. Chúng ta thường hay nói rằng giọng nam thì trầm hơn, còn giọng nữ thì bổng hay là cao hơn. Hoặc khi học âm nhạc, ta biết rằng nốt đô thì thấp hơn nốt đố. Chúng ta hãy cùng nghe và cảm nhận sự thay đổi độ cao trên phím đàn này nhé. Các em đều cảm nhận được rằng độ cao tăng dần từ nốt đô đến nốt đố phải không? Độ cao là một khái niệm mô tả về sự trầm, bổng của âm đấy các em ạ. Thực nghiệm cho thấy rằng âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng trầm, còn âm có tần số càng cao thì nghe càng cao. Ví dụ nếu chúng ta ghi lại đồ thị của hai âm vừa rồi, ta sẽ thấy nốt đô có tần số là 262 Hz, còn nốt đố có tần số là 524 Hz. Tuy nhiên các em lưu ý, ta chỉ có thể nói rằng tần số 524 Hz gấp đôi tần số 262 Hz, nhưng ta không bao giờ được nói rằng âm có tần số 524 Hz cao gấp đôi âm có tần số 262 Hz các em nhé. Như vậy chúng ta thấy rằng độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với tần số âm. Các em hãy lưu ý và ôn lại kiến thức về tần số âm mà chúng ta đã học ở bài trước. Chuyển sang phần tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về độ to của âm. Thực tế thì ta thấy rằng âm có cường độ càng lớn thì nghe càng to. Tuy nhiên, độ to của âm không tăng theo cường độ âm mà tăng theo mức cường độ âm L bằng log của I trên I0 như chúng ta đã học. Nhưng mà người ta lại không thể lấy mức cường độ âm làm số đo của âm được, do khi đo đạc mức cường độ âm thì không loại trừ được có cả hạ âm và siêu âm tác động vào máy đo. Do vậy, độ to là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với đặc trưng vật lý mức cường độ âm. Trong cuộc sống thì ta nghe thấy nhiều âm thanh với các mức độ khác nhau. Khi âm quá to và làm ảnh hưởng tới sinh hoạt thì ta hay gọi là tiếng ồn, thậm chí có những âm có thể gây ra thủng màng nhĩ nữa. Vậy, ngưỡng âm thanh mà con người có thể chịu đựng được là bao nhiêu? Các em hãy quan sát thang đo dưới đây. Ta thấy rằng 0 decibel được gọi là ngưỡng thấp nhất mà tai người có thể nghe được. Những tiếng nói thì thầm thì rơi vào khoảng 40 decibel. Âm có mức cường độ dưới 80 decibel, chúng ta vẫn có thể chịu được mà không cần thiết bị bảo hộ tai. Âm có mức độ 80 đến 90 decibel này bắt đầu cảnh báo chúng ta về mức độ nguy hiểm và nên tránh xa nguồn âm. Còn với những âm lớn hơn 90 decibel thì mức độ ảnh hưởng tăng dần và ta chỉ chịu được một vài giờ một ngày. Tới 140 decibel thì là ngưỡng chói của tai và cực kỳ nguy hiểm. Các em hãy ghi nhớ những điều này để bảo vệ đôi tai của mình nhé. Đặc trưng sinh lý của âm tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là âm sắc. Ở bài trước thì ta đã biết cách ghi đồ thị dao động âm của các nguồn âm khác nhau bằng dao động ký và cảm biến âm. Ta biết rằng đồ thị dao động của cùng một âm, ví dụ như là âm la, do các nguồn âm khác nhau phát ra thì khác nhau. Thế còn khi nghe thì sao? Giả sử như có một chiếc đàn vĩ cầm và một chiếc đàn piano cùng phát ra một âm ở cùng một độ cao, nhưng khi nghe thì ta vẫn dễ dàng phân biệt được âm nào do nhạc cụ nào phát ra phải không? Sở dĩ như vậy vì mỗi nhạc cụ lại phát ra âm có âm sắc khác nhau. Vậy, âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm giúp ta phân biệt được âm do các nguồn âm khác nhau phát ra. Như vậy là cùng một tần số, tức là cùng một độ cao, nhưng đồ thị của hai nhạc cụ này lại khác nhau, do đó âm sắc của chúng khác nhau. Các em lưu ý nhé, âm sắc có liên quan mật thiết tới đồ thị dao động âm.
Để rõ hơn thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của chiếc đàn organ. Ta biết rằng chiếc đàn organ có thể phát ra âm của nhiều nhạc cụ khác nhau, ví dụ như piano, guitar hay là nhiều nhạc cụ khác nữa. Trong đàn organ có những mạch điện tử có thể tạo ra dao động điện tử mà chúng ta sẽ học ở những bài sau. Dao động điện tử này thì có đồ thị dao động giống hệt đồ thị dao động âm của các loại nhạc cụ khác như là piano, guitar, trống, kèn, sáo, vân vân. Khi đưa các dao động điện tử đó ra ngoài loa thì đàn organ có thể phát ra âm giống hệt của các âm nhạc cụ nói trên. Kiến thức về âm thật gần gũi và sinh động phải không các em? Chúng ta hãy cùng trả lời một số câu hỏi tương tác sau đây để nắm rõ hơn về đặc trưng sinh lý của âm và mối liên hệ với các đặc trưng vật lý của âm nhé. Chúc mừng các em! Vậy là trong bài học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng tìm hiểu các đặc trưng sinh lý của âm. Ta ghi nhớ rằng độ cao thì gắn với tần số âm, độ to gắn liền với mức cường độ âm, và cuối cùng âm sắc thì liên quan mật thiết tới đồ thị dao động âm. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng. Các em hãy truy cập olm.vn để xem video bài giảng tương tác và làm các bài tập luyện tập kiểm tra nhé. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo trên kênh học trực tuyến olm.